Xin chào mọi người đang xem kênh của Trâm. Trong tập trước, Lâm Động sau khi khởi động thành công trận pháp thần bí ở trên Đan Hà, giúp bảo vệ hắn khỏi đám người le ve xung quanh, sau đó Lâm Động bắt đầu tiến vào trạng thái tu luyện, đột phá niết bàn cảnh. Bên ngoài, các thế lực khác vẫn đang nhằm nhe chờ Lâm Động ra ngoài để giết hắn. Mọi người cùng theo dõi những diễn biến của tập sau nha. Trên Đan Hà mênh mông rộng lớn, thỉnh thoảng lại có bóng người vụt qua. Rồi từ trong Đan Hà bay ra vô số những thân ảnh đỏ rực. Ở khắp nơi trên Đan Hà liên tục xảy ra những trận đại hỗn chiến, lần này viễn cổ bí tàng mở ra, hiển nhiên đã phá vỡ sự yên tĩnh bao năm qua của không gian này, từ đó khiến cho nơi này càng ngày càng hỗn loạn. Lúc đó, tại một nơi nào đó cạnh Đan Hà, một lượng lớn nhân ảnh đang tụ tập, ánh mắt bọn họ đều chăm chú nhìn về một đài tu luyện trong Đan Hà, nơi có quầng sáng đỏ rực với sức mạnh lớn lao đang bao trùm. Những nhân ảnh này mặc quần áo khác nhau, huy chương vương triều trước ngực cũng không giống nhau, hiển nhiên không phải từ một vương triều, vương liệt. Tên tiểu tử Lâm Động đó đang trốn trong đó à? Một nam tử cao cười nhìn đài tu luyện rồi quay sang hỏi. Ta tận mắt thấy hắn vào trong đó. Trần Cổ huynh, vương triều cổ thì các huynh không phải rất thích linh khôi sao? Vừa hay tiểu tử đó có một đầu linh khôi nhất cấp, nếu huynh có được nó chắc chắn sẽ là trợ lực không nhỏ. Vương Liệt cười nói, linh khôi nhất cấp, nghe thế, ánh mắt gã nam tử được gọi là Trần Cổ không khỏi lóe lên sự tham lam, cười nham hiểm. Ta đã nghe nói về tiểu tử đó, nghe nói cũng là một thiên phù sư. Ta cũng muốn thử giao đấu với hắn xem liệu có lợi hại như tin đồn không, ha ha, xem ra Trần Cổ huynh đánh giá hắn khá cao, huynh đã vượt qua một lần phong lôi kiếp, là một thiên phủ sư nhất ấn chân chính. Ta nghe nói hắn mới thành thiên phủ sư không lâu, sao có thể sánh được với huynh. Bên cạnh Vương Liệt là một người nhìn bộ dạng khá hiền lành, gương mặt nổi nụ cười hiền hậu. Có điều những người quen hắn thì biết hắn là loại tâm địa độc ác, bộ dạng kia đã khiến không ít người thành vong hồn trong tay hắn, hắc hắc, Trịnh Hắc Trụ. Ngươi đừng dở giọng đó với ta. Nghe nói tiểu tử hắn từng đả thương cả Thạch Hiên của vương triều Ma Nham, thủ đoạn không ít đâu, ta sẽ không ngu ngốc mà gây chuyện với hắn. Trần Cổ nhếch môi cười, hai vị không cần cãi nhau. Đúng là tiểu tử hắn có chút bản lĩnh, nhưng ba chúng ta đều là cường giả nhất nguyên niết bàn, huống hồ còn có vô số cường giả niết bàn khác, bất luận hắn có thủ đoạn gì thì cũng khó lòng thoát khỏi cái chết. Giết hắn rồi, không chỉ linh khôi là của chúng ta mà cả đài tu luyện này chúng ta cũng chiếm cứ được. Tu luyện ở đây không chỉ không cần lo thiếu niết bàn đan mà chưa biết chừng còn có thể xung kích niết bàn kiếp lần thứ hai nữa. Vương Liệt cười nói, đài tu luyện này đúng là không tệ, tuy không thể hiện đồng ý với việc xung kích niết bàn kiếp lần thứ hai mà Vương Liệt nói, nhưng Trần Cổ cũng như Trịnh Hắc Trụ đều nhìn đài tu luyện đang được quang sáng bao phủ với ánh mắt tóe lửa. Xung quanh Đan Hà có vô số những cuộc chiến tranh giành đài tu luyện, nếu chúng liên thủ lại chắc sẽ chiếm cứ được nơi đây, đến lúc đó thì lợi ích không ít. Hơn nữa lần này ta còn phái người đi mời vương triều Ma Nham. Thạch Khôn hiện giờ đang xung kích niết bàn kiếp lần thứ hai, với thực lực của hắn chắc chắn sẽ thành công. Đến lúc đó hắn sẽ là nhị nguyên niết bàn, với ân oán giữa hắn và Lâm Động chắc chắn hắn sẽ đối phó với Lâm Động trước tiên, vì thế tên tiểu tử đó chắc chắn khó lòng thoát được. Ánh mắt hằn học của Vương Liệt nhìn về đài tu luyện của Lâm Động, nụ cười hung hãn đáng sợ, dường như hắn đã nhìn thấy cảnh tượng Lâm Động bị giẫm nát dưới chân mình. Tiểu tử có bản lĩnh thì cả đời này làm rùa rụt cổ trong đó đi. Khi bên ngoài Đan Hà đang rơi vào trận đại hỗn chiến, bên trong đài tu luyện, Lâm Động vẫn ngồi lặng yên, không hề bị ảnh hưởng bởi sự hỗn loạn bên ngoài. Ào ào, trong đài tu luyện, Lâm Động lặng yên ngồi khoanh chân, niết bàn khí không ngừng bao quanh người hắn, văng vẳng còn có âm thanh như nước chảy, từ đó có thể thấy được mức độ hùng hồn của niết bàn khí, dưới sự bao phủ của niết bàn khí. Từ trong mỗi lỗ chân lông, ánh sáng vàng kim lấp lánh chiếu ra, rồi máu thịt, thậm chí xương cốt, lục phủ ngũ tạng đều như được tạo ra từ vàng nguyên chất, tạo cảm giác kiên cố không thể phá hủy, niết bàn kim thân. Đây mới là dấu hiệu của cường giả niết bàn cảnh thật sự, nhờ có sự tôi luyện của niết bàn khí, từ trong ra ngoài, mọi chỗ trên cơ thể hắn đã được tôi luyện đến cực hạn, cơ thể được cường hóa rất nhiều, một khi niết bàn kim thân đã được tạo, không chỉ phòng ngự tốt mà thậm chí sức mạnh. Tốc độ cũng đều được tăng cường theo, thành công tiến vào niết bàn cảnh rồi sao? Tiểu Điêu nhìn ánh kim quang chói mắt, trên cơ thể Lâm Động lúc này đến huyết dịch cũng như biến thành màu vàng, ánh mắt đầy vui mừng, hỏi, người khác muốn xung kích niết bàn cảnh còn có vài phần khả năng sẽ thất bại. Nhưng rõ ràng điều này đã không xảy ra với Lâm Động, trong hai ngày qua, số niết bàn khí mà hắn hấp thụ nếu chuyển thành niết bàn đan thì ít nhất cũng phải 2 triệu viên. Nhưng nhờ có cơ thể chắc chắn mà Lâm Động đã hấp thụ được hết số niết bàn khí có thể khiến không ít người nổ tung, quá trình này của Lâm Động đã diễn ra vô cùng thuận lợi, không gặp phải bất cứ trở ngại nào. Với thực lực của Lâm Động sớm đã đủ tư cách xung kích niết bàn cảnh rồi, nhưng hắn vẫn kìm nén lại đến giờ, và điều đó giúp hắn thế như trẻ tre phá tan mọi trở ngại. Một luồng khí tức hùng hồn dần lan tỏa ra từ người hắn,
rồi hòa vào quầng sáng đỏ rực kia. Khí tức này so với trước đây không chỉ mạnh hơn vài lần, lần này ngay cả Lâm Động cũng không rõ mình đã hấp thụ hết bao nhiêu niết bàn khí. Dù sao hắn cũng đã dùng thôn phệ tổ phù ở mức tối đa, rồi hấp thụ niết bàn khí ở xung quanh như điên cuồng, đến khi cảm thấy khó chịu đựng được nữa mới dần ngừng lại. Theo tính toán của Lâm Động, có lẽ lượng niết bàn khí hắn hấp thụ tương đương 2 triệu viên niết bàn đan. Nếu tin này mà truyền ra ngoài, chắc chắn sẽ gây chấn động không nhỏ. Ai cũng biết khi xung kích niết bàn cảnh, lượng niết bàn đan hấp thụ càng nhiều càng tốt, nhưng cũng phải có giới hạn, và giới hạn đó là cực hạn mà cơ thể chịu đựng được. Mạnh như thạch khôn của vương triều Ma Nham cũng chỉ chịu được 80 vạn viên niết bàn đan, còn lượng của Lâm Động phải gấp thạch khôn đến mấy lần. Phù, một luồng khí màu vàng nhạt thở ra từ mũi Lâm Động, hắn chậm chậm mở mắt, kim quang phát ra từ hai mắt tạo nên cảm giác rất uy nghiêm. Niết bàn cảnh, Lâm Động khẽ nắm tay lại, sức mạnh đáng sợ đang sôi sục trong cơ thể, hắn biết giờ hắn đã có thể đối kháng với thạch khôn rồi, lượng niết bàn khí tương đương 2 triệu viên niết bàn đan kia không phải chuyện đùa. Hơn nữa đây không phải cực hạn mà hắn muốn, hắn đã từng nói phải xung kích cả niết bàn kiếp khi đột phá lên niết bàn cảnh. Tiểu Điêu nhìn thấy sự cuồng nhiệt trong mắt Lâm Động, hiển nhiên cũng hiểu ra điều gì, vội vàng thối lui, niết bàn khí. Hãy để ta thử xem ngươi đáng sợ thế nào, Lâm Động gầm lên, tâm thần khẽ động, ánh kim quang thu lại, rồi một luồng sức mạnh cuồng bạo lan tỏa từ trong cơ thể hắn, cơ thể Lâm Động rung lên, dưới da có khói trắng bay lên. Tiểu Điêu tránh ra xa, chép miệng nhìn Lâm Động. Hắn biết trong cơ thể Lâm Động đang rất sục sôi, ầm ầm, nhưng khi Tiểu Điêu chuẩn bị nhìn xem Lâm Động vượt qua niết bàn kiếp thế nào, thì sắc mặt hắn đột ngột thay đổi, ngẩng đầu nhìn lên không trung. Phía trên đài tu luyện lúc này đột nhiên bị mây đen che kín, tiếng sét, tiếng sấm đì đùng, đây là phong lôi kiếp của Thiên Phủ Sư, nhìn mây mù và những tia lôi điện kia, đồng tử Tiểu Điêu co lại, hiển nhiên nó không ngờ phong lôi kiếp của Thiên Phủ Sư lại đến cùng lúc với niết bàn kiếp. Niết bàn cảnh chia 9 nguyên, Thiên Phủ Sư chia 10 ấn. Niết bàn cảnh có niết bàn kiếp đáng sợ nhưng không thể không vượt qua, còn thiên phù sư tương tự cũng có thứ mà bọn họ vừa yêu vừa hận, đó chính là lôi phong kiếp, tinh thần lực vốn có thần lực điều động thiên địa, vì thế mà sau khi trở thành thiên phù sư, chỉ cần tinh thần lực đạt đến một mức độ nhất định là lôi phong kiếp sẽ đến. Đây là thứ sức mạnh hùng hồn được hình thành từ phong lôi, một khi phong lôi kiếp hình thành, tinh thần lực của người vượt kiếp sẽ không tự chủ mà bị hút ra, rồi được phong lôi tẩy lễ. Nếu vượt qua được, tinh thần lực sẽ trở nên cô đọng và lớn mạnh hơn, nhưng nếu không vượt qua thì tinh thần lực sẽ bị phong lôi đánh tan, hậu quả sẽ không hề nhẹ nhàng hơn việc thất bại trong việc xung kích niết bàn kiếp. Niết bàn kiếp và phong lôi kiếp cùng đến một lúc, tiểu tử này làm gì cũng khác người. Tiểu Điêu nhìn phong lôi kiếp, rồi nhìn Lâm Động đang nhắm mắt chống chọi lại với niết bàn kiếp, không kìm được toét miệng cười. Ở giữa đài tu luyện, toàn thân Lâm Động đỏ rực, niết bàn kiếp trong cơ thể đã bùng phát. Tiểu Điêu cũng cảm nhận được vào khoảnh khắc phong lôi kiếp đến. Khí tức của Lâm Động có chút hoảng loạn, nhưng ngay sau đó đã ổn định lại. Đại ca không sao chứ? Tiểu Viêm lúc này cũng mở mắt ra, hơi lo lắng hỏi. Yên tâm, hai đại kiếp cùng đến tuy có chút rắc rối, nhưng tiểu tử này không phải loại tầm thường, không dễ chết đâu. Tiểu Điêu nhẩn nhơ nói. Tiểu Viêm khẽ gật đầu, dường như cũng rất có lòng tin với Lâm Động. Dù sao những năm nay, bất luận gặp đối thủ nào, thì người có thể cười đến cuối cùng đều là Lâm Động. Người có vẻ như không có gì xuất sắc này, thiên ma thần biến kia, người tu luyện thế nào rồi? Tiểu Điêu nhìn Tiểu Viêm, bỗng nhiên hỏi, đã thành công đệ nhất biến rồi. Vũ kỹ này rất lợi hại, Tiểu Viêm gãi gãi đầu, càng tu luyện sâu hơn Tiểu Viêm càng cảm nhận được sự bất phàm của thứ vũ kỹ này, luyện thành đệ nhất biến rồi sao? Tiểu Điêu nhướng mày, vẻ mặt bình tĩnh nhưng trong lòng có chút chấn động, chỉ có hắn mới hiểu rõ thiên ma thần biến là vũ kỹ ở tầng thứ nào. Nó chính là vũ kỹ đỉnh cao của thiên ma hổ tộc, mà trong thiên ma hổ tộc, dù là tộc nhân có huyết mạch thuần chủng nhất, muốn tu luyện được thiên ma thần biến cũng phải chịu đựng vô vàn cực khổ. Vậy mà Tiểu Viêm chỉ mất 1-2 tháng là đã luyện thành đệ nhất biến, tốc độ này mà thiên ma hổ tộc biết được chắc chắn sẽ gây nên một chấn động không nhỏ, không hổ là kẻ có thể chất biến dị hiếm thấy. Tiểu Điêu cảm thán, trong lòng rất trông chờ về thành tựu sau này của Tiểu Viêm. Uỳnh uỳnh, khi Tiểu Điêu và Tiểu Viêm nói chuyện, lôi vân đã hình thành trên bầu trời, những tiếng sấm rền vang lên không ngớt. Rồi đột nhiên bùng phát một luồng hấp lực kỳ dị. Dưới sự bạo phát của thứ hấp lực này, Tiểu Điêu và Tiểu Viêm nhìn thấy nê hoàn cung của Lâm Động đột nhiên bắn ra một tia sáng, rồi một thân ảnh mờ ảo bay lên, cuối cùng lơ lửng trên đỉnh đầu Lâm Động. Đạo thân ảnh này đương nhiên là tinh thần thể của Lâm Động, lúc này hắn cũng ngẩng lên nhìn Lôi Vân với chút bất lực, rồi nhìn xuống phía dưới, lúc này sắc đỏ rực trên thân thể hắn giống như muốn thiêu cháy tất cả, sức mạnh kinh hồn đang lan tỏa ra khắp nơi. Kết thúc tập này ở đây. Mọi người đăng ký kênh để xem tập sau nha.